tri thức chính là chìa khóa cho một tương lai bền vững. Chúng tôi, những người thủy thủ trên con tàu tri thức, sẵn sàng đồng hành cùng bạn, dương buồm vượt sóng, chinh phục ước mơ, phụng sự xã hội. Chào mừng bạn đến với Trường Đại học Nha Trang. Tọa lạc tại thành phố Nha Trang, Việt Nam, Trường Đại học Nha Trang là trung tâm đào tạo hàng đầu Việt Nam về thủy sản và các ngành khoa học công nghệ biển. Bắt đầu từ năm 1959, đến nay, Trường Đại học Nha Trang đã phát triển thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực với hơn 15.000 sinh viên theo học trên 30 ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực khoa học về công nghệ kỹ thuật, khoa học quản trị tài chính, ngôn ngữ, luật ở các bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Mục tiêu đào tạo mà chúng tôi hướng đến là mỗi sinh viên được khai phá tiềm năng bản thân, phát triển năng lực chuyên môn và tình yêu nghề nghiệp. Vì vậy, các chương trình đào tạo của chúng tôi được đầu tư nghiên cứu và xây dựng bởi các chuyên gia trong ngành, các nhà giáo dục, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước với sự cân bằng và đan xen giữa lý thuyết và thực hành. Các chương trình được cập nhật, đánh giá hàng năm và được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia. Chúng tôi cũng triển khai hệ thống các chương trình đào tạo đặc biệt cho một số ngành như quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, du lịch, lữ hành, kế toán tài chính, công nghệ thông tin, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản với nhiều ưu việt về học bổng, điều kiện học tập. Chương trình được thiết kế riêng, tăng cường thể lượng ngoại ngữ và thực hành. Từng bước nâng cấp chuẩn đầu vào và đầu ra, Trường Đại học Nha Trang hướng đến xây dựng cộng đồng sinh viên chất lượng cao. Chúng tôi chú trọng trau dồi cho sinh viên khả năng tự học, tự sáng tạo, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trong môi trường hội nhập. Sinh viên sẽ được cung cấp một trải nghiệm học tập toàn diện thông qua các hoạt động tại lớp học cùng các giảng viên có chuyên môn cao, các chương trình ngoại khóa thực tế trao đổi sinh viên trong và ngoài nước, các dự án nghiên cứu, phát minh sáng tạo, các hoạt động thể thao, văn hóa, cùng mạng lưới các chương trình hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp xuyên suốt các năm học. Bằng các nguồn lực hiện có, chúng tôi nỗ lực kiến tạo và vun đắp một hệ sinh thái bền vững, hiệu quả và gắn kết, làm bước đệm vững chắc cho sự nghiệp của người học. Song song với việc phát triển đa ngành, Trường Đại học Nha Trang giữ vững trọng tâm là trung tâm đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu Việt Nam về thủy sản và các ngành khoa học công nghệ biển. Nhà trường đã thành công xây dựng chương trình đào tạo độc quyền với tập đoàn thủy sản hàng đầu thế giới, tài trợ học bổng và hàng loạt đãi ngộ nghề nghiệp cho sinh viên theo học ngành nuôi trồng và chế biến thủy sản. Chúng tôi cũng tập trung nguồn lực thực hiện các nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt trong lĩnh vực biển và thủy sản, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, nổi bật như xây dựng và chuyển giao các quy trình công nghệ nuôi cá biển, sản xuất chitin, chitosan từ phụ phẩm thủy sản, đóng tàu cá, tàu du lịch, nhà hàng nổi bằng vật liệu composite và nhiều sản phẩm trong các ngành khoa học khác. Trường Đại học Nha Trang đã từng bước trở thành đối tác uy tín được nhiều cơ quan, tổ chức, trường đại học trên thế giới tin tưởng hợp tác trong nhiều dự án liên kết đào tạo, nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo, trao đổi giảng viên và sinh viên. Nhà trường đã triển khai thành công nhiều chương trình hợp tác quốc tế, đặc biệt là với đối tác lâu dài và chiến lược như Na Uy, cùng với các đối tác khác từ Pháp, Đức, Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN, v.v. Thông qua sự hỗ trợ từ các đối tác, chúng tôi từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo tiệm cận với khu vực và thế giới, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội cho sinh viên, học viên tham gia các chương trình trao đổi quốc tế. Với tầm nhìn trở thành trường đại học thuộc nhóm đầu các trường đại học ở châu Á về một số ngành khoa học, công nghệ biển và thủy sản, chúng tôi sẵn lòng dành các nguồn lực hiện có, chào đón các cơ hội hợp tác mới với các đối tác trên toàn thế giới vì mục tiêu nâng tầm giáo dục, phát triển con người, khai phá tinh hoa tri thức, phục vụ cho sự phát triển bền vững của tự nhiên và nhân loại.
chúng tôi chào đón các bạn cùng nhau căng buồng tri thức vươn khơi.